Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Sau vụ nổ lò hơi nghiêm trọng ở Đồng Nai, điều được nhiều người quan tâm là ai sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, chế tài xử lý ra sao. Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh ở ấp Vàm Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai được xác định là lỗi kỹ thuật của lò. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề nghị lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân thuộc Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, về trách nhiệm bồi thường, khoản 8 điều 3 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 nêu rõ, nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định nạn nhân trong vụ nổ lò hơi thuộc trường hợp tai nạn lao động thì dù lỗi thuộc về bên nào thì người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm bồi thường. Nếu lỗi thuộc về đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa kịp thời, đảm bảo sự an toàn của thiết bị khi vận hành thì đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến yếu tố lỗi, mức độ suy giảm khả năng lao động, nguyên nhân xảy ra tai nạn sẽ xác định mức bồi thường. Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức độ như sau: ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động, sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%. Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, người sử dụng lao động phải trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng. Nếu người lao động đủ điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động thì sẽ được trợ cấp tùy theo suy giảm khả năng lao động. Cụ thể suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần và từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Với người lao động thiệt mạng, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động qua đời và được hưởng chế độ tử tuất. Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người. Luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 12 năm